Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin Việt Nam và Thế giới trên kênh truyền hình Nét Việt VTC10. Thưa quý vị, để giúp học sinh phổ thông có thể tạo được những khả năng khẳng định mình trong tương lai, trở thành những thủ lĩnh xuất sắc trong tương lai, tại các trường học Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình dành cho các em học sinh để các em tự khẳng định khả năng của mình. Hồ Minh Quân, một cựu chủ tịch của Hội học sinh trường phổ thông liên cấp Olympia, đang chia sẻ với các bạn học sinh trong trường những kinh nghiệm để trở thành một người lãnh đạo tốt. Đối với mỗi học sinh như Quân, để có thể tự tin đứng trước đám đông, không chỉ cần ngoại ngữ tốt mà còn là việc chuẩn bị một tinh thần vững vàng trước tập thể. I think the SGOs give the students a great sense of community and friendship within their own school. They learn to take responsibility for other students and also for the community. It gives them time to learn, grow. They also become very independent. It gives them time to share with each other how they can help each other and not just help themselves. They become more confident. They learn how to communicate better in English because the whole SGO program and when they're doing their bidding, they're doing it in English. So it's a chance for each student also to show off to other students their English skills and abilities. Tại những trường phổ thông, việc rèn luyện tính cách tự tin, độc lập, đồng thời thể hiện được bản thân, thuyết phục được những người xung quanh là tiêu chí cho mỗi học sinh khi bước vào xã hội sau này. Tự khẳng định bản thân, tự vận động tranh cử là những chương trình được các học sinh nước ngoài đã làm từ rất lâu. Và với học sinh Việt Nam, đây là môi trường tốt để các bạn tham gia và làm quen. Lợi ích của việc trở thành chủ tịch hội học sinh thì nó đã thể hiện ngay từ lúc mà em đăng ký vào trường. Bởi vì thực sự là với một trường ở nước ngoài, nhất là Mỹ, thì rất quan trọng về cái khả năng lãnh đạo cũng như là khả năng tổ chức sự kiện của mình. Vì thế khi mà em đăng ký và em có ghi ở trong đó là em đã là chủ tịch của hội học sinh trường, thì cái người ở bên đấy người ta cảm thấy rất là ấn tượng. Không chỉ học tập mà việc tham gia vào các tổ chức của đoàn thể cũng là một yếu tố cần thiết để các bạn học sinh nâng cao khả năng của mình. Đặc biệt, khi tham gia vào những môi trường đào tạo của nước ngoài, các bạn học sinh Việt Nam có đầy đủ khả năng để tự khẳng định mình, chứng minh được những ưu điểm của mình, góp phần tạo nên giá trị của nền giáo dục